Vừa qua, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và tôn vinh người lao động. Được thành lập từ ngày 1 tháng 11 năm 2007, 10 năm qua, dù đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự sáng tạo, quyết tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết thống nhất, Công đoàn Công thương Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực. Các cấp công đoàn trong toàn ngành đã không ngừng đổi mới hoạt động công đoàn, luôn hướng về đoàn viên, lấy quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Công thương Việt Nam đã vinh danh 29 công đoàn viên là công nhân giỏi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 30 lao động sáng tạo được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen.